Mình vừa mới thui qua cái đuôi bò rồi. Bây giờ mình sẽ đi rửa sạch cái đuôi này nhé. Sau khi mình rửa sạch sẽ rồi thì bây giờ mình lại đi chặt từng miếng ra nhé. Đấy, vậy là mình vừa mới chặt được xong cái đuôi bò, nhìn rất là ngon. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn cái gia vị nhé. Bây giờ mình giới thiệu các bạn cái gia vị để làm cái món lẩu đuôi bò này. Thì mình là mua cái gói gia vị thuốc bắc đây, ở hàng khô đây, không có thì các bạn có thể vào cái tiệm thuốc bắc các bạn mua không được. Ngoài ra thì mình có một ít hoa hồi, thảo quả, bí quế, hai cây sả và một ít gừng. Hành tỏi thì mình băm đây rồi thì nó mình phi lên cho thơm. Đấy, và một ít gừng để riêng để tí nữa mình trần cái đuôi bò. Một ít sa tế này, ít đường, ít mình chính, ít hạt nêm và ít bột canh, ít tương nữa. Rau thì rau ăn kèm thì mình dùng cải xanh này, lấm này với rau muống với mồng tơi. Trước khi làm được cái món này thì mình sẽ cho cái đuôi bò mình trần qua nhá. Đấy, trần để khử cái mùi hôi. Trước khi thả cái đuôi bò vào trần thì mình cho hai cây sả này và một ít gừng đập dập. Tắt chưa? Đấy, ngoài ra thì mình cho khoảng độ đầy một chén rượu trắng vào, trần khử cái đuôi bò cho nó thơm để hết mùi hôi. Rồi sau đó mình thả đuôi bò vào nhé. Các bạn tăng tốc lửa lên cho nó nhanh sôi. Mình đậy ở bếp gia đình thì nó không thể sôi nhanh như bếp ga công nghiệp, mình đậy tạo cái vung để đợi cho nó sôi. Đấy, bây giờ nồi trần của mình đã sôi, mình sẽ cho sôi khoảng độ tầm 3-4 phút nhé, để ra hết các cái mùi hôi, hết cái nước cái chất bẩn. Đấy, thì xong rồi mình sẽ vớt ra mình rửa lại. Sau khi đuôi bò sôi khoảng độ 3-4 phút thì mình sẽ vớt ra, tắt bếp vớt ra nhé, và đi rửa lại cái đuôi này thật sạch. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho mình tẩm ướp nhé. Chỗ này của mình là một cân thịt, một cân đuôi bò, thì mình cho đầy một muôi một canh này, đầy một thìa một canh, xin lỗi các bạn nhé, thìa cà phê thì bỏ một muôi. Đấy. Và hơn muôi hơn thìa hạt nêm, một xíu đường, một thìa đường và một ít sa tế. Như thế thì các bạn ăn được cay thì các bạn cho, mà không được thì thôi nhé. Cho tí nó vừa lấy một tí màu, vừa lấy một tí cay cay. Ngoài ra thì mình cho một ít tương. Ra thì mình cho thêm một ít tương bần. Đây một thìa ăn phở. Ok. Rồi mình sẽ đảo đều cái này lên. Các bạn có thể vừa xào vừa với cho gia vị cũng được. Mình đây mình cứ thích cho luôn lúc này thì mình khi mình xào mình nhàn mình đỡ phải cho, mà nó lại ngấm được đâu. Đấy, bây giờ mình sẽ cho vào mình xào cái đuôi này nhé. Bây giờ mình sẽ cho hành tỏi vào mình phi nhé, phi thơm lên. Hành tỏi này, sả gừng này, để phi thơm lên. Sau khi phi hành tỏi với gừng để xả thơm rồi, mình sẽ cho đuôi bò mình xào nhé. Cái này mà các bạn có nồi áp suất mà các bạn cho vào ninh thì nó rất là nhanh, mà mình không có nồi áp suất mình ninh nó phải hơi lâu một tí. Và cái món này thì mình làm khác mốt một tí. Đấy là mình, tại vì là mình thấy cái cho vào cái chao nó một ít này vào ăn rất là ngon. Đấy thì mình cho thêm một ít chao vào nhá. Đấy. Và một khoảng độ một thìa nước đi kèm. Đấy. Chao này thì các bạn cứ ra ngoài hàng khô các bạn mua thôi. Có hai loại chao, thường thường là có hai loại, một loại Việt Nam, một loại của Tàu, mình đang dùng cái loại Việt Nam. Dầm nát cái này ra, nắp cái đậu ra. Mình cho vào luôn.
mỗi người sẽ có một cách làm khác nhau. Mình thấy cho cái này vào ăn khá là ngon thì mình cho vào thôi. Đấy, sau khi xào cái đuôi bò thật kỹ rồi, đấy, rất là kỹ rồi, thì bây giờ mình sẽ cho nước sôi vào cho nhanh. Đây là mình nấu lẩu, đây mình cho thật là nhiều nước nhé. Ok, bây giờ mình sẽ đun sôi và vặn nhỏ lửa. Sau khi cái nồi của mình om nhỏ lửa khoảng độ 40-45 phút đấy, thì mình bỏ ra thì mình chuẩn bị đi ăn. Thì trước khi ăn thì các bạn bỏ cái hoa hồi với cái thảo quả ra nhé. Còn cái vị thuốc bắc thì để nguyên đấy. Mình sẽ bỏ ra, mình ninh khoảng độ 40-45 phút thì nước nó cũng cạn mất một ít. Thì khả năng nước nó sẽ bị đậm, mình sẽ phải chế thêm. Đấy, các bạn cứ chế làm sao vừa vặn ăn theo vị mỗi người là được. Đấy, bây giờ mình xong rồi thì mình sẽ cho một ít mình chính vào. Đấy, cho xong. Đấy. Nẩu bò này, nẩu đuôi bò này thì nhà mình là mình ăn, mình cùng ăn gia đình thôi, không rượu chè ngồi nâu thì mình sẽ để luôn ở trong này, mình ăn luôn. Còn nếu như các bạn mà ăn mà ngồi lâu, rất là lâu ấy, thì các bạn nên vớt cái đuôi này riêng ra. Các bạn ăn đến đâu các bạn thả đến đấy, bởi vì đuôi mình ninh thì nó cũng mềm rồi. Đấy, thì mỗi cách ăn sẽ có cái cách khác nhau, thì mình phải áp dụng làm sao cho phù hợp với cái hoàn cảnh của mình. Thì chúc các bạn thành công với món nẩu đuôi bò này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Phùng Tấn. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.